Nếu thiên tai lấy đi 1% GDP thì tương đương thiệt hại hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ, và nguy cơ này đã hiện hữu khi 8 tháng năm 2016 đã chứng kiến quá nhiều thiên tai từ hạn hán xâm nhập mặn khốc liệt ở khu vực Nam Trung Bộ Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long đến bão lũ sạt lở đất ở miền Bắc. Trước thực tế này, các chuyên gia nhận định ngành thủy lợi cần phải thay đổi để đảm bảo an toàn trước thiên tai cho nền kinh tế và cả xã hội. Ba cơn bão liên tiếp vừa diễn ra khiến các tỉnh miền Bắc thiệt hại hơn 8.000 tỷ đồng. Trong khi đó, hạn hán và xâm nhập mặn cũng khiến khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long cần hỗ trợ hàng chục tỷ đồng để khôi phục sản xuất. Tác động của biến đổi khí hậu đã xảy ra nhanh hơn dự báo. Gây go nhất chính là cái cực đoan của thời tiết. Những cái trận mưa với cường độ rất là cao, bão lũ ở xung quanh ta cường độ cao là những cái biểu hiện. Cái thời gian xuất hiện là rất bất thường và cái tần suất có vẻ nó dày hơn. Nhưng mà cái muốn nhấn mạnh cái thách thức nữa là cái áp lực của phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là 10 năm gần đây, là chúng ta đã sử dụng quá mức tài nguyên thiên nhiên. Thiên tai xảy ra cho thấy hệ thống các công trình thủy lợi bộc lộ những hạn chế. Vùng đồng bằng sông Hồng hiện có khoảng 55 hệ thống thủy nông, vừa đảm bảo tưới cho 765.000 ha và tiêu cho khoảng 510.000 ha. Tuy nhiên, hầu hết đều là các hệ thống tiêu tự chảy. Khi mực nước biển dâng lên, việc tiêu tự chảy sẽ hết sức khó khăn. Diện tích và thời gian ngập úng tăng lên tại nhiều khu vực. Trong khi đó, hệ thống sông cũng thay đổi quy luật dòng chảy. Sông Hồng hiện nay đến mùa kiệt, trong vòng khoảng độ 2 đến 3 tháng mùa kiệt ấy, thì gần như là một con sông chết. Và có thể nói là tất cả mọi hoạt động, nó không còn là một con sông nữa, tất cả mọi hoạt động là đều bị đình trệ. Quan sát cái dòng sông Hồng, dòng chính và cái sông Nhuệ đó, thì thấy rằng thì là lẽ ra là chúng ta phải có cái nước từ sông Hồng chảy vào sông Nhuệ, thì tình hình đã lại trái lại. Tức là chúng tôi thấy một cái dòng chảy lờ đờ từ sông Nhuệ mà ra sông Hồng. Theo đánh giá của các chuyên gia, đến năm 2070, dòng chảy vào các tháng cao điểm của sông Mekong dự báo tăng 41% ở đầu nguồn và 19% ở vùng đồng bằng. Còn vào các tháng mùa khô, dòng chảy giảm khoảng 24% ở thượng nguồn và 29% ở vùng đồng bằng. Dòng chảy mùa kiệt ở lưu vực sông Hồng giảm 19%. Mực nước lũ có thể đạt cao trình, xấp xỉ cao trình đỉnh đê hiện nay. Điều đó có nghĩa là khả năng lũ trong mùa mưa và cạn kiệt trong mùa khô đều trở nên khắc nghiệt hơn. Chúng ta cũng phải xem xét lại về cái tính chịu, chống chịu của các hệ thống chúng ta trước những cái vùng mà bão mà chúng ta, đây là những vùng mà chúng ta đã phân vùng là phải có những cái bão lớn. Cho nên chúng ta phải là cái hạ tầng chúng ta, đặc biệt những hạ tầng viễn thông, hạ tầng điện lực là chúng ta cũng phải xem xét. Quy hoạch chỉnh trị dòng sông là một quy hoạch cần thiết. Và rất tiếc tới nay chúng ta cũng không có cái quy hoạch đó. Vừa rồi thì Bộ Nông nghiệp có đề nghị sang Bộ Khoa học Công nghệ xây dựng một cái chương trình. Thì hiện nay Bộ Khoa học Công nghệ đã cơ bản chấp nhận. Và chúng tôi hy vọng là trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ có quy hoạch chỉnh trị. Nhưng mà chúng tôi cũng mở ngoặc nói thêm là quy hoạch chỉnh trị đấy là phục vụ cho ngành thủy lợi thôi. Thì còn chúng tôi cũng chưa thể tích hợp được các cái quy hoạch có yêu cầu của các cái bộ ngành khác. Hiện cả nước có hơn 6.600 hồ chứa nước, 10.000 trạm bơm điện lớn, 5.500 cống tưới tiêu lớn, 234 km kênh mương, gần 26.000 km đê các loại. Hệ thống thủy lợi đảm bảo tưới cho 7,5 triệu ha lúa, 1,7 triệu ha hoa màu và cây công nghiệp. Hệ thống này đang đứng trước nhiều thách thức nếu như không được đầu tư bài bản để thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhờ có nguồn thu nhập ổn định từ chăn nuôi bò thịt, trồng 1,5 sào lúa nước và